Phùng Ngọc Huy hé lộ lý do cạo chọc đầu khiến nhiều người bất ngờ. Cách đây chưa lâu, thông tin ca sĩ Phùng Ngọc Huy cạo chọc đầu khiến nhiều khán giả bất ngờ. Mới đây, nam ca sĩ đã tiết lộ lý do đi đến quyết định này. Phùng Ngọc Huy chia sẻ, mình cũng có một cái ý nguyện rằng khi bản thân thực hiện được điều mà mình mong muốn thì sẽ cắt mái tóc này, gọi là sẽ cạo chọc đầu luôn đó quý vị. Bên cạnh đó, Phùng Ngọc Huy cũng mong khán giả thông cảm cho quyết định này của anh, vì đây đã là lời hứa. Ai mà có mời Huy hát trong hình ảnh, Huy không có tóc như vậy thì cũng mong mọi người thông cảm. Huy hứa khi mà thực hiện được ý nguyện, Huy sẽ cạo liền chứ không chờ đến thời điểm, không đi show, mong mọi người thông cảm cho Huy. Nam ca sĩ trải lòng. Cách đây ít ngày, Phùng Ngọc Huy cho biết anh quay trở về Việt Nam vào tháng 8 tới để thăm con. Con chung của nam ca sĩ và cố diễn viên Mai Phương là bé La Vi sau nhiều năm xa cách. Hồi tháng 3 năm 2020, Phùng Ngọc Huy từng cho hay sẽ về Việt Nam đón bé La Vi sang sinh sống tại Mỹ, nhưng kế hoạch bị trì hoãn đến tận bây giờ. Chia sẻ về sự chậm trễ này, nam diễn viên cho biết bản thân phải chăm chỉ làm việc để có đủ số tiền lo cho con gái có cuộc sống tốt nhất. Trong khoảng thời gian không có ba bên cạnh, mẹ qua đời, bé La Vi được cô bảo mẫu thân cận nuôi dưỡng, bé được chăm sóc chu đáo, đầy đủ và theo học tại một trường quốc tế. Về phía Phùng Ngọc Huy, anh vẫn liên lạc đều đặn hỏi thăm tình hình sức khỏe của con, dù ở cách xa nhau, nam diễn viên còn gửi quà tặng cho con gái vào những dịp đặc biệt.